Bản tin đặc biệt dịch COVID-19 sáng ngày 10 tháng 10, thêm 4.512 ca mắc mới, thành phố Hồ Chí Minh số ca mắc giảm 553 ca. Việt Nam ghi nhận 105 ca tử vong, thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống thấp nhất 74 ca trong nhiều tháng qua. Hà Nội thêm chùm ca COVID-19 phức tạp, chưa rõ nguồn lây. Chùm F0 tại Sóc Trăng diễn biến phức tạp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chia lửa với các tỉnh miền Tây. Nhiều bệnh viện dã chiến thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành sứ mệnh. Những chuyến tàu đặc biệt đưa gần 3.000 người hồi hương. Bão số 7 chưa tan, Biển Đông có thêm bão số 8 với cường độ mạnh. Ngay sau đây, kính mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Bản tin đặc biệt dịch COVID-19 sáng ngày 10 tháng 10, thêm 4.512 ca mắc mới, thành phố Hồ Chí Minh số ca mắc giảm 553 ca. Kính thưa quý vị, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.513 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 4.512 ca ghi nhận trong nước, giảm 261 ca so với ngày trước đó. Tại 40 tỉnh, thành phố có 2.173 ca trong cộng đồng. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh 1.662, Bình Dương 820, Đồng Nai 575, An Giang 308, Sóc Trăng 192, Bình Thuận 122, Kiên Giang 113, Đắk Lắk 85, Đồng Tháp 81, Gia Lai 65, Long An 61, Tây Ninh 57, Cà Mau 54, Tiền Giang 44, Khánh Hòa 41, Hậu Giang 27, Hà Nam 24, Quảng Trị 18, Cần Thơ 18, Quảng Ngãi 15, Bà Rịa Vũng Tàu 14, Bạc Liêu 14, Thừa Thiên Huế 13, Ninh Thuận 12, Vĩnh Long 11, Bình Phước 9, Trà Vinh 8, Bến Tre 7, Thanh Hóa 7, Hà Tĩnh 6, Lâm Đồng 5, Bình Định 5, Quảng Bình 5, Đắk Nông 4, Kon Tum 3, Lào Cai 2, Phú Thọ 2, Nam Định 1, Vĩnh Phúc 1, Hà Nội 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.700 ca một ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 836.134 ca nhiễm, đứng thứ 42 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.493 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 831.523 ca, trong đó có 755.622 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Việt Nam ghi nhận 105 ca tử vong, thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống thấp nhất 74 ca trong nhiều tháng qua. Kính thưa quý vị, về số bệnh nhân tử vong trong ngày, ghi nhận 105 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 74, Bình Dương 18, An Giang 5, Đồng Nai 3, Tiền Giang 2, Tây Ninh 2, Hà Nội 1. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 119 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.442 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.014 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.391, thở oxy dòng cao HFNC 788, thở máy không xâm lấn 145, thở máy xâm lấn 668, ECMO 22. Hà Nội thêm 3 chùm ca COVID-19 phức tạp, chưa rõ nguồn lây. Kính thưa quý vị, ngoài chùm ca COVID-19 tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội ghi nhận thêm chùm 3 ca mới tại Hà Đông chưa rõ nguồn lây. Theo điều tra dịch tễ, lịch trình đi lại của các ca mới này khá phức tạp và đã nhiều ngày. Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, chùm 3 ca COVID-19 cộng đồng là người cùng gia đình mới phát hiện tại quận Hà Đông, đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây. Kết quả điều tra dịch tễ bước đầu xác định hơn 100 trường hợp F1 liên quan đến gia đình này. Cơ quan chức năng đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, với chùm ca bệnh này, trước đó bệnh nhân biểu hiện ho sốt nhưng lại tự đi mua thuốc và tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ trở thành nguồn lây bệnh. Thậm chí có người bị sốt ho nhưng chỉ nghĩ bị cảm cúm thông thường, trong khi nguy cơ họ dương tính SARS-CoV-2 là rất cao.
Vì vậy, ông Tuấn cho rằng việc yêu cầu khai báo y tế với những người mua thuốc cảm, sốt tại các hiệu thuốc hiện nay là biện pháp hết sức cần thiết, giúp sàng lọc một cách hiệu quả và hạn chế tình trạng bỏ sót người nhiễm bệnh trong cộng đồng. Trước đó, ngày 8 tháng 10, CDC Hà Nội thông tin về 3 ca COVID-19 trong cộng đồng tại quận Hà Đông. 3 bệnh nhân gồm nữ 49 tuổi, nam 21 tuổi và nam 61 tuổi là người trong gia đình ở La Khê, Hà Đông. Cùng ngày, CDC Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm liên quan các F0 mới ghi nhận. Sáng ngày 9 tháng 10, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, thành phố không ghi nhận thêm ca COVID-19 mới. Tính chung trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.031 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, số ca ngoài cộng đồng là 1.606, số ca được cách ly là 2.425. Hai chùm ca bệnh đáng chú ý ở Hà Nội hiện nay là chùm ca liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với 44 ca mắc tại Hà Nội và chùm ca bệnh mới phát hiện ở quận Hà Đông, 3 ca. Chùm F0 tại Sóc Trăng diễn biến phức tạp. Kính thưa quý vị, nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận số ca mắc tăng, chủ yếu ghi nhận từ dòng người hồi hương. Bên cạnh đó, chùm F0 tại công ty thủy sản Uxi, Sóc Trăng diễn biến phức tạp với hàng trăm ca mắc mới. Ngày 8 tháng 10, Cần Thơ ghi nhận 56 ca mắc COVID-19. Trong số này, có 32 ca là người từ vùng dịch về, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa và sàng lọc tại cơ sở y tế. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, đúng 3 tháng, Cần Thơ đã có 5.989 ca nhiễm, trong đó có 5.093 ca đã được điều trị khỏi, 95 ca tử vong. Cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 203 ca mắc mới COVID-19, cao nhất từ trước đến nay ở địa phương. Trong đó, nhiều nhất là các địa phương huyện Trần Đề, 86, thị xã Vĩnh Châu, 62, huyện Mỹ Xuyên, 22, huyện Mỹ Tú, 18, huyện Châu Thành, 10. Trong số 203 ca mắc mới, có 60 trường hợp là F1, 28 trường hợp về từ vùng dịch, tất cả đều đã được quản lý trước đó. 115 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh có liên quan đến công ty cổ phần chế biến thủy sản Uxi, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Như vậy, chỉ trong 4 ngày, từ mùng 5 tới mùng 8 tháng 10, đã có 368 ca mắc COVID-19 liên quan đến công ty cổ phần chế biến thủy sản Uxi. Tỉnh Trà Vinh ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, gồm 7 ca về từ ngoài tỉnh, 9 ca trong khu phong tỏa. Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.623 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 1.431 trường hợp và ghi nhận 21 ca tử vong. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Trà Vinh đã tiếp nhận 15.356 trường hợp người từ các tỉnh thành về địa phương, trong đó có 92 trường hợp dương tính. Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, ngày 8 tháng 10, tỉnh này ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 11 người về từ ngoài tỉnh và 10 ca liên quan đến ổ dịch tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Liên quan đến ổ dịch tại xã Long Thạnh, đến sáng ngày 8 tháng 10 đã ghi nhận 22 ca, trong khi đó ổ dịch tại thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp đã ghi nhận 4 ca. Đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 695 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 497 ca, đang cách ly điều trị 193 ca. Cùng ngày, Đồng Tháp ghi nhận 51 ca mắc mới, trong đó có 43 ca ghi nhận từ dòng người hồi hương. Tổng số ca dương tính từ đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay là 8.589 ca, trong đó có 257 ca từ vùng dịch về. Tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến nay đã chữa lành 7.952 ca, tử vong 217 ca. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chia lửa với các tỉnh miền Tây. Kính thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của cả vùng nên khi lực lượng chi viện từ các bộ ngành và các tỉnh thành rút về thì thành phố cần có kịch bản ứng phó, trong đó bao gồm cả việc chia lửa với các tỉnh miền Tây. Ngày 9 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp xúc cử tri ngành y tế nhằm lắng nghe những khó khăn, bất cập trong công tác cứu chữa bệnh nhân và những kiến nghị để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Lãnh đạo nhiều bệnh viện từ công lập đến tư nhân, từ tuyến cơ sở đến tuyến thành phố, trung ương đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong các chính sách đầu tư, phát triển y tế và chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhân viên y tế. Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, y tế cơ sở, mạng lưới bác sĩ gia đình có vai trò quan trọng phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhưng hiện nay mạng lưới này chưa mạnh và chưa đồng bộ, chưa dựa vào quy mô dân mà theo phân cấp hành chính. Cụ thể, một phường ít dân ở quận 4 cũng có biên chế giống phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân với cả 100.000 dân là điều bất cập. Do đó, bác sĩ Khanh kiến nghị đối với phường có dân số ít thì làm trạm y tế liên phường để tập trung nguồn lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn. Bệnh viện quá tải.
Đối với các bệnh viện tuyến quận huyện, hiện phần lớn có cơ sở vật chất chưa đảm bảo tiêu chí 40-60m² một giường bệnh. Cùng chung cảnh ngộ, một số bệnh viện chuyên sâu tiếp nhận số lượng bệnh nhân lớn, không chỉ lo cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn các tỉnh phía Nam cũng không đảm bảo diện tích giường bệnh. Các bệnh viện chuyên khoa quá tải nên rất cần đầu tư nguồn lực từ trung ương. Cũng theo bác sĩ Khanh, thành phố Hồ Chí Minh tập trung đông dân, nhiều người lớn tuổi nhưng cũng chưa có khu an dưỡng, nghỉ dưỡng. Trên bình diện cả nước vẫn còn thiếu chính sách cho bệnh viện dưỡng lão. Dẫn chứng câu chuyện thời sự về thanh toán chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19 trong thời gian qua, bác sĩ Phạm Thanh Việt, trưởng phòng tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, có hai văn bản đá nhau của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam khiến các bệnh viện đứng ở thế khó. Cụ thể, Bộ Y tế quy định chi phí điều trị COVID-19 do ngân sách trả, còn lại là bảo hiểm trả. Trong khi đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lại chỉ thanh toán chi phí điều trị bệnh nền, mà trên thực tế điều trị cho bệnh nhân là tổng thể, không thể tách ra từng loại chi phí. Điều này dẫn đến bất cập là một số khoản nằm ở giữa, bệnh viện phải gánh. Do đó, bác sĩ Việt đề nghị quy về một mối, toàn bộ chi phí trong quá trình điều trị bệnh nhân COVID-19 đều do ngân sách chi trả hết. Về vấn đề cấp cứu, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nêu thực tế thành phố Hồ Chí Minh có quy mô dân số khoảng 10 triệu dân, nhưng hệ thống cấp cứu chưa hoàn thiện. Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, đề xuất cần quan tâm xây dựng chính sách đặc thù, thống nhất cho lĩnh vực cấp cứu cho cả nước, có cơ chế tuyển dụng, thu phí dịch vụ, cấp cứu hài hòa, tính đúng, tính đủ. Về cơ sở hạ tầng, ông Long kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở 2 của Trung tâm Cấp cứu 115 ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, đồng thời cho sử dụng mặt bằng hiện hữu tại các quận huyện mà các trạm cấp cứu vệ tinh 115 đang sử dụng. Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri ngành y tế cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế cần có các chính sách đãi ngộ tương xứng để thu hút nhân lực cho ngành y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế chuyên sâu để phục vụ sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân. Những chuyến tàu đặc biệt đưa gần 3.000 người hồi hương. Kính thưa quý vị, ngày 9 tháng 10, 2 trong 4 chuyến tàu đặc biệt đã về đến các ga của tỉnh Quảng Bình, đưa gần 1.200 công dân hồi hương. Hiện hạ chuyến tàu còn lại cũng đã khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 12 giờ ngày 9 tháng 10, chuyến tàu SE16 đã về đến Quảng Bình, đưa hơn 700 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê. Đây là một trong 4 chuyến tàu mà tỉnh Quảng Bình đã bố trí để đưa gần 3.000 người hồi hương. Dự kiến sau SE16 thì chuyến SE18 cũng sẽ về đến Quảng Bình vào chiều cùng ngày. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, vào thời điểm hiện tại, hai chuyến tàu còn lại cũng đã rời ga Sài Gòn để hướng về Quảng Bình. Các công dân được đón trở về quê trong đợt này bao gồm phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người già và học sinh tỉnh Quảng Bình đi thăm người thân bị mắc kẹt chưa thể trở về. Đây là những chuyến tàu nhằm đáp ứng nhu cầu trở về quê của người dân Quảng Bình đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đồng thời chia sẻ giảm bớt khó khăn cho tỉnh bạn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh Quảng Bình cũng đã bố trí tổ công tác vào thành phố Hồ Chí Minh đón và đưa các công dân về quê một cách chú đáo, đảm bảo an toàn. Số đông hành khách là phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người già, nên các y bác sĩ cũng được bố trí đầy đủ, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con suốt hành trình. Trên chuyến tàu SE16 cũng đã xảy ra sự việc hy hữu khi một nữ sản phụ chuyển dạ và sinh con ngay trên tàu khi về đến địa phận Phú Yên. Bên cạnh đó cũng có một sản phụ khác cũng vỡ nước ối khi về đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi và phải dừng tàu để đưa sản phụ này vào Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi để sinh mổ. Là một trong những công dân được đón về quê trong đợt này, bà Lê Thị Quý Tòng, sinh năm 1964, trú xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, không giấu được niềm vui. Vào tháng 6 vừa qua, bà Tòng vào Đồng Nai chăm cháu, thế nhưng vì dịch COVID-19 nên không thể trở về như dự định ban đầu. Với các công dân may mắn được trở về lần này, chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của tỉnh nhà. Nếu không có những chuyến tàu ấm tình quê hương thì chắc chắn chúng tôi sẽ còn phải ở lại lâu hơn nữa. Về đến Quảng Bình, mọi người trên tàu đều vỡ òa, xúc động lắm, bà Tòng chia sẻ. Ngay sau khi tàu về đến các ga tại Quảng Bình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh này chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai phương án đón công dân an toàn và tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình cũng đã bố trí gần 100 phương tiện có mặt tại 5 ga để trung chuyển bà con về các khu cách ly. Nhiều bệnh viện dã chiến thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành sứ mệnh. Kính thưa quý vị, các bệnh viện dã chiến tại khu tái định cư Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức sẽ là những cơ sở ngừng hoạt động cuối cùng. Sáng ngày 9 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh công bố lộ trình chuyển đổi công năng, tái cấu trúc hoạt động của các bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 trên địa bàn, giữ lại 4 bệnh viện dã chiến.
Tính từ đầu tháng 7 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 16 bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 37.000 giường. Nhiệm vụ chính là tiếp nhận, điều trị F0 không có triệu chứng hoặc có biểu hiện nhẹ. Tính đến ngày 8 tháng 10, thành phố ghi nhận 9.443 F0 đang điều trị tại các cơ sở này. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bệnh viện dã chiến được trưng dụng từ khu nhà tái định cư, ký túc xá của trường đại học, cao đẳng nên không thể sử dụng lâu dài. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, học sinh, sinh viên bắt đầu trở lại học tập. Dự kiến các bệnh viện dã chiến thành phố lần lượt sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm nay. Riêng bệnh viện dã chiến số 3, số 6, số 8 ở khu tái định cư Thủ Thiêm, An Khánh, Thành phố Thủ Đức sẽ là những cơ sở ngừng hoạt động cuối cùng, dự kiến vào cuối tháng 12. Nguyên nhân là những bệnh viện này được đầu tư hệ thống oxy lỏng, giường hồi sức để tiếp nhận F0 nặng. Ngoài ra, bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại Thuận Kiều Plaza, quận 5 cũng trong danh sách cơ sở dã chiến ngừng hoạt động sau cùng. Bệnh viện này phụ trách tiếp nhận các trường hợp F0 mức độ nhẹ và trung bình từ các bệnh viện trong khu vực trung tâm thành phố, bệnh viện Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, An Bình. Bệnh viện dã chiến quận huyện tiếp tục duy trì. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, một số quận huyện đã chủ động thành lập bệnh viện dã chiến trên địa bàn, giúp điều trị F0 có triệu chứng và góp phần giảm tải cho các bệnh viện thành phố. Tính đến ngày 8 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh có 15 bệnh viện dã chiến quận huyện đi vào hoạt động với tổng quy mô gần 7.000 giường. Mô hình bệnh viện dã chiến quận huyện càng phát huy hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi công năng khám chữa bệnh của các bệnh viện. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất cần các bệnh viện dã chiến của quận huyện để tiếp nhận cách ly F0 mới, không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Theo kế hoạch, các quận huyện sẽ thành lập bệnh viện dã chiến với quy mô từ 300 tới 500 giường một bệnh viện, trong đó có 30 tới 50 giường oxy. Cơ sở nào sử dụng hạ tầng là trường học sẽ chuẩn bị phương án di dời sang địa điểm mới, ưu tiên sử dụng nguồn đất công để có thể sử dụng lâu dài. Chuyển giao 3 trung tâm hồi sức của Bộ Y tế. Về tiếp nhận các trung tâm hồi sức COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, khi các bệnh viện trung ương bàn giao lại cho thành phố, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân công các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn tiếp nhận và duy trì hoạt động các trung tâm này. Được sự đồng ý của Bộ Y tế, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận trung tâm hồi sức trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dự kiến tiếp nhận vào ngày 15 tháng 10. Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận trung tâm hồi sức trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, dự kiến tiếp nhận vào ngày 20 tháng 10. Riêng Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh vận hành trung tâm hồi sức tại Bệnh viện Dã chiến số 14 đến cuối năm nay. Sau đó, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ tiếp nhận và vận hành trung tâm này. Bão số 7 chưa tan, Biển Đông có thêm bão số 8 với cường độ mạnh. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết trên vùng biển Thái Bình Dương đã hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Kompasu. Cụ thể, lúc 7 giờ cùng ngày, bão Kompasu đang hoạt động ở vị trí khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc và 131,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.100 km về phía Đông Nam. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 11 đến sáng ngày 12 tháng 10, cơn bão Kompasu có khả năng đi vào phía Bắc, Biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Dự báo đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ trong các ngày 13, 14 tháng 10, có thể gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực này trong các ngày 13 tới 15 tháng 10. Trong ngày mai mùng 10 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ phát bản tin dự báo đầu tiên về cơn bão Kompasu. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, các tính toán dự báo ngày 9 tháng 10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho thấy có khả năng ngày 16, 17 tháng 10 sẽ xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới hoặc cơn bão khác trên Biển Đông. Cập nhật mới nhất về bão số 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày 9 tháng 10, tâm bão ở vị trí 19,7 độ Vĩ Bắc và 109,8 độ Kinh Đông. Trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 tới 75 km một giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 10, tâm bão còn cách Hải Phòng khoảng 90 km, cách Nam Định khoảng 100 km, cách Thanh Hóa khoảng 170 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 tới 90 km một giờ, giật cấp 11. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ đến nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.